chưa có đi hội thảo không? À, đấy à. Đã nghe rồi đúng không? Đã nghe. Nghe qua. Thôi được rồi, tôi sẽ trao đổi với em cho nó kỹ hơn nhá. Em tên là Hưng đúng không? Hưng đến từ đâu nhỉ? Đây là quê em. Quê? Em từ Nam Định. À, tôi là quê Nam Định. À, xuống trường Nam Định nhỉ? Có cần việc khác không? Xa em hơn. Xa em khác sống đến xa. À, đây ạ. À, xoay thành là gần trường Cát đúng không? Sơn Thành là không. Sơn Thành là trong Sơn Thành. À, trường Cát là... tức là trường Cát thì nằm ở trong xã Sơn Thành. Vâng. Nhà Hưng có mấy nhá? Có hai nhá. Tại sao mình nhỉ? Nhất là thật là vì tư tưởng em sau là trường vẫn chưa rõ. Em thấy em chưa rõ vậy. Với mặt với em, các bạn là đang có sự chuẩn bị. Nhà mình cũng vừa đi. Hai là về tiêu dụng sản. Ba là về những cái lương về nhà. Đấy là có nhiều bạn hại. Giờ nó cũng chưa thành công. Chưa thành công. Nên chỉ thế là một phần của mình hiện tại là mình ăn. Xong rồi anh em đã ở nhà có chưa nhà cái một định hướng chưa là bây giờ chưa có thì nó chắc chắn là nó nặng nên chỉ thế là phần để bố mẹ em về ra gia đình em có ai đi Nhật chưa? Dạ có thể gọi là họ hàng có gì chú bác thì anh năm hàng xóm cũng được có rồi em thấy những người đi như thế thì người ta có thành công thì... có người thành công rất lâu, có người giờ thì cũng đang dùng những chương trình để đạt họ. Vâng, còn có những người thì lâu rồi, tức là không phải là một em mà là một mối rồi, nó xa, nó khó khăn. Thế nên nữa là em học qua ô tô ra đường này thì em khả năng ra trường của em là bao nhiêu trăm? Biết khi chưa có đợt đền gì không? Bây giờ nếu mà kỹ thuật khóa này em có môn tô ô tô chưa đạt được 2 môn. Một môn chưa đăng ký được. Mà là một môn chưa đăng ký được trong kỳ trình. Còn một môn là rất lớn thẳng của phòng em trượt. Còn một môn là chưa đăng ký được. Đấy là 2 môn. 2 môn. Môn trượt là môn gì? Trượt là môn kỳ trình. Và môn chưa đăng ký được. Không nếu nó tên là nó là một môn cho nhóm chuyên ngành. Cái điện. Lúc đấy em đăng ký là các bạn đăng đông quá. Tôi đã đẩy được. Tức là đông quá rồi. Thế thì đã xem kênh YouTube của tôi chưa? Đã thấy anh Cương hoặc Hoàng Phong ông đồng chia sẻ chương trình chưa? Em chưa, em đến đây em đến tìm hiểu em thấy không em nghĩ em đi nhập sâu em đây em còn quái thắc mắc giả bị thắc mắc thì em có đi nhập sâu rồi. Thế thì hôm nay là tôi sẽ tiêm em và em sẽ có 2 phương án cho em. Phương án thứ nhất là tôi sẽ tư vấn lại cho bạn từ đầu. Sau đó thì bạn sẽ đặt những cái câu hỏi thắc mắc của bạn. Được chưa? Phương án thứ hai là bạn có thể đặt luôn các thắc mắc của bạn, tôi sẽ trả lời bạn. Thì về phương án thứ hai thì tôi muốn hỏi bạn là cái buổi của chủ hội thảo tôi diễn ra ngày 20/10 thì bạn đã nắm chắc hay chưa? Đấy, đúng không? Nếu như nắm chắc rồi thì chúng ta sẽ đi theo phương án hai thì nó sẽ ngắn thời gian hơn. Còn nếu chưa chắc tôi sẽ nói nặng với bạn. Em nghe thì em nắm được bạn nắm với bạn hơn. Còn nếu mà chậm chậm thầy các thầy có phát huyền đó em đọc qua em nghĩ những cái gì tìm kiếm nhất thầy bị trong đấy em được đào sâu thì em có thể đọc nặng. Còn là những cái cơ bản cần rất nhiều là em nắm bật để làm được. Chỉ thế em có những cái thắc mắc để đặt hỏi. À, tức là hôm nay là em sẽ đặt những câu hỏi cho tôi. Được, ok, em đặt những câu hỏi đi. Thắc mắc của em này thứ nhất là cái chương trình mình được tạo là tốt nghiệp thì được sang bên Nhật. Rồi em hỏi là tốt nghiệp của họ là bằng cấp cái thứ nhất là chương trình không yêu cầu bạn phải có bằng bằng nhá, tức là phải có bằng thì mình mới đi được, mà chỉ cần đủ điều kiện nhà trường xét tốt nghiệp cho em là em đi được rồi, đúng không? Em đủ điều kiện để nhà trường xét cho em được tốt nghiệp, tức là em có thể tốt nghiệp vào tháng 4 này hoặc em tốt nghiệp vào tháng 10 cũng được, đúng chưa nhỉ? Chỉ cần đủ điều kiện để xét thôi.
được chưa? Thì như thế cái thời gian của em nó sẽ giúp đi. Còn nếu không thì cứ đợi có bằng đi ấy, thì chỉ có những cái chương trình khác mới cần, đúng không? Và thời gian như thế nó sẽ đâu. Cái thứ hai là đi chương trình này thì tôi vẫn nói bạn rồi, tăng tốc và tay nghề thì nó chỉ là một phần, nó quan trọng hơn là ngoại ngữ, đúng không? Nếu như ngoại ngữ bạn tốt ấy thì sang bên kia người ta có thể trao đổi chỉ bảo bạn công việc luôn, thì như thế là bạn có thể bắt tay vào làm được luôn. Đấy, được chưa nhỉ? Cho nên về ngoại bằng cấp mà đi chương trình này thì không cần thiết, được chưa? Chỉ cần đủ điều kiện ra trường được, trung bình cũng được, được chưa? Nhưng quan trọng nhất là ngoại ngữ, đúng không? Và kể cả bản thân em chia sẻ ngay với tôi từ đầu ấy, đó là cái việc mà em đang phân vân đến cái việc là em ra trường xong tức là nó tóm lại đang mơ hồ, đang chưa có ý định hướng rõ ràng là cái gì, đúng không? Thì rõ ràng là nếu nói như thế thì tôi cũng khẳng định với em là ngay kể cả về cái chuyên ngành của em ấy, em chưa đủ tự tin để mà em có thể ra trường để làm được chuyên ngành của mình, đúng không? Cho nên là mình mới mơ hồ. Và cái việc mơ hồ này thì tôi nói với các bạn là sinh viên năm cuối ai cũng đến tới khoảng 70-80% là đều gặp trong cái tình trạng như thế, đúng không nhỉ? Chính vì thế cho nên là các bạn cần những người thầy, những người anh để người ta định hướng cho bạn, để cho bạn có một cái con đường tương lai nó sẽ rộng mở và nó rõ ràng hơn cho mình để mình đi lựa chọn cái tương lai của mình, được chưa? Cái nữa là tôi nói bạn là kể cả bạn học ô tô bây giờ bạn không tự tin một chuyên ngành thì bạn sang bên đấy tính là bạn tốt thì bạn có thể làm được những cái chuyên ngành, những cái công việc khác, nhưng khi chuyển đi ra thì nó vẫn phải gắn một bằng cái của em là chuyên ngành ô tô, đúng không? Nhưng khi vào trong công ty chuyển chức ô tô rồi thì em có thể được bố trí làm ở những bộ phận khác, đúng không? Ước tính nhân thật tốt thì em có thể làm phiên biên dịch, em có thể làm văn phòng, đúng không? Chứ không nhất thiết em phải xuống sửa, được chưa? Còn nếu như mà em là chuyên ngành tốt, cái nhân thật tốt em bảo không, cho tôi xuống sửa với làm chuyên ngành tốt cũng được, càng tốt hơn, được chưa? Đấy là nó làm được như thế nhá, chứ nó không mơ hồ nữa, nó phụ thuộc vào cái khả năng của mình đến đâu, được nhỉ? Ngoại ngữ tốt thì mình muốn lựa chọn công việc thì nó phù hợp với mình, khi mình chuyển đi ra đều ok đấy, được chưa? Thì tôi sẽ chia sẻ với em về cái việc mà đào tạo và chuyển đi ra chưa là như thế. Đấy, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là cái việc học tiếng Nhật ở trường thời gian không có thiết nào. Thứ hai là nếu mình học theo cái chương trình thì cho dù học tốt nhất là bằng mình học trong chương trình thì bao nhiêu. Về việc học tiếng Nhật cho bạn thì bạn sẽ học từ tối thứ hai đến tối thứ sáu, thời gian học phải từ 5 giờ đến 8 giờ, được chưa? Và bạn sẽ học thêm thứ bảy chủ nhật nữa, được chưa? Để làm sao đảm bảo cho cái việc mà bạn sẽ đủ kiến thức N5 trước khi bạn đi, thế nên tối hiểu nhé. Còn nếu như mà thời gian học mà cả lớp mà nó đồng đều thì bạn có thể là gần đạt lần đủ bạn đi, được chưa? Yêu cầu chỉ cần N5, được chưa nhỉ? Nhưng nếu thời gian học nó dài thì bạn có thể học đến 30-40 bài, thì như thế trình độ bạn gần N1 rồi. Học xong 50 bài bạn sẽ kịp N1, nhớ. Vâng, dạ, anh kiểu là chúng em không học cao hơn, nghĩa là em không rồi, em không ngắn, nghĩa là có quyết tâm rồi. Chương trình mình có thể làm nhiều như bao nhiêu. Chương trình thường các bạn học ở đây, nếu bạn học nào nhiều nhất thì nó rơi vào tầm khoảng 42-45 bài, tức là như thế nó gần N4 rồi, chưa? Bởi vì cái này tôi chia sẻ bạn là nó phụ thuộc vào cái nước của bạn nữa. Ví dụ như là cả 15 bạn đều giống mục tiêu giống bạn thì rõ ràng là cái việc mà bạn học tối 50 bài là chuyện bình thường, đúng không? Thế nhưng mà trong cái lớp mà bạn vào cái lớp ấy, mà mục tiêu người ta chỉ cần được 5 thôi thì đi rồi, thì rõ ràng mục tiêu người ta khác mục tiêu mình, được chưa? Còn chương trình của nhà trường là đào tạo để làm sao mà em đạt được cái trình độ cao nhất mà em có thể được, được chưa? Nhưng nó có yếu tố của một số người các bạn học, đúng không? Còn khi mà nó phát sinh như thế thì chúng ta phải tìm các giải pháp để chúng ta khắc phục, đúng không? Ví dụ như là học ở nhà trường đào tạo 30 bạn, lớp đấy một là bạn sẽ học này từ bài 20 tiếp tục không bị giảm và bài thi sau nhá. Hai là bạn có thể tranh thủ kết thúc 30 bài rồi bạn thi được chứng chỉ để bạn nộp hồ sơ rồi, bạn có thể tranh thủ học bên ngoài để làm sao mình đạt được trình độ mình đề ra 50 bài này để mình đi thì cũng được, không sao có thể cả. Đấy, nó linh hoạt như thế nhá. Chưa? Ba em là mình là sang bên này lao động trước kỹ sư này là rồi xin ok. Giai đoạn đầu tiên bạn đi học 1 năm ở bên Nhật thì diện của bạn là diện du học sinh, được chưa? Nhưng giai đoạn 3
mà khi bạn chủ ra là visa của bạn là visa kỹ sư, hiểu chưa? Đấy, chắc chắn bạn luôn nhá, visa của bạn sẽ là visa kỹ sư. Đấy, và riêng của bạn sẽ là gì? Kỹ sư. Đấy, hiểu chưa? Tức là chia làm hai cái giai đoạn visa này như thế. Lúc trước em nghe là sang bên đấy là mình đạt thứ ba luôn. Ví dụ là nếu mà mình học trong nước được thứ ba, sang đấy thời gian đấy mình đạt lên được cao thứ hai, được không? Quá tốt. Tôi nói bạn cái này này, tôi chia sẻ với bạn nhé. Bình thường học ngoại ngữ nếu như các bạn học ở Việt Nam, các bạn kể cả bạn, các bạn có thi chứng chỉ thứ ba, nhưng cái phần giao tiếp của không có, nói thẳng nói ra không có, đúng không? Cho nên là sang bên đấy thì khi mà bạn đã có thứ ba rồi, bạn cần tập trung vào phần giao tiếp để làm sao giao tiếp của mình thực sự nó đạt được trình độ thứ ba. Thì rõ ràng là bắt đầu cũng như thế, bắt đầu mình học có thể học thứ hai, một đề cả gì nhỉ? Và N1. Đúng không? Thì rõ ràng lương cao thấp thì nó phụ thuộc vào trình độ kinh nghiệm của bạn 100%, chứ nó không phụ thuộc bằng cấp của bạn nha. Bằng cấp của bạn ở tại Việt Nam nó chỉ là một yếu tố để chuẩn bạn chuẩn ra thôi. Còn lương của bạn cao thấp thì nó phụ thuộc vào trình độ tiếng. Đấy, nó phụ thuộc vào vấn đề bằng cấp. Chưa? Ví dụ là bên đấy là nên mình định sang bên đào tạo thứ ba không? Nhưng mà trường nó đào tạo thứ ba, nhưng mà nếu mình thứ hai thì học ngoài hay là trường? Trường người ta đào tạo tạo ra một chương trình được hai đơn vị luôn. Không, là em nên nhớ như này, một năm nó có 4 kỳ nhập học, đúng không? Ví dụ như em đi vào đợt tháng 7 này chẳng hạn, thì cái kỳ tháng 4 của năm nay nó đi sang cái đấy rồi, thì các bạn mà vào cái thời gian đấy thì cái lớp kỳ tháng 4 nó cũng đạt trình độ tiếng Nhật được 3 rồi, thì em sẽ được xếp vào cái lớp đấy em học. Tức là trước khi vào nhà trường sẽ kiểm tra test trình độ tiếng Nhật của em đang ở trình độ nào, thì người ta sẽ sắp xếp vào những cái lớp ở trình độ đấy để học. Đấy, chứ không phải là em đi cùng tháng 7 em sẽ học cùng tháng 7 đâu, đúng không nhỉ? Nếu em đi cùng tháng 7, trình độ tiếng Nhật của em chỉ bằng tháng 7 thì rõ ràng em phải học cùng bạn tháng 7. Nhưng nếu trình độ của em tốt hơn thì em có thể học tháng 4, thậm chí em có thể học tháng 1. Đấy, để làm sao em có thể ra được cả ra được trình sớm, được chưa? Đấy, cũng như là để chuẩn bị ra của em sớm. Hai là bên đấy, như là những cái kỹ năng về về là do mình học ở tinh như ở Việt Nam, sang đấy mình có những học tôi mới nói bạn rồi, quan trọng nhất là đi làm việc ở nước ngoài, quan trọng nhất là ngôn ngữ. Khi bạn vào được một công ty người ta tuyển bạn thì bạn có 3 tháng thử việc, trong 3 tháng người ta sẽ đào tạo cho bạn. Đấy, chưa nhỉ? Và đến lúc đấy thì có thể bạn sẽ làm đúng chức ngành của bạn, hoặc có thể bạn sẽ làm đúng công việc khác nó phù hợp với năng lực cũng như trình độ ngoại ngữ của bạn. Đấy, chưa nhỉ? Và tôi chia sẻ bạn là có những bạn học có ô tô nhưng mà chỉ có đứng máy thôi, lập trình máy và mức chặt, không phải đơn giản như anh. Nhưng ví dụ như anh Phạm Hà Nam đi năm 2017 đến nay chuyển đi ra, chuyển đến 20 điều và mọi việc làm được rất ổn. Đấy, công ty nhất anh chuyển lương chỉ có 22 ngàn, bây giờ anh chuyển ra thì lương của anh 27 ngàn. Đấy, được chưa? Thì chưa nhận. Còn riêng tôi nói lại trình độ chuyên môn của bạn, đó chỉ là một yếu tố để giúp bạn chuyển đổi visa cũng như sắp xếp về những chức năng việc phù hợp hơn. Còn muốn lương cao hay lương thấp và muốn làm được nhanh hay chậm ấy, thì nó phụ thuộc vào yếu tố vui rất nhiều. Đấy, cho nên là tại sao nhà trường đưa ra cái chương trình này của mình chưa? Ba tháng lúc trước thầy bảo là chuyện cái quan trọng là nếu mà vậy thầy có thể phân cho em mức tổng lương theo ngôn ngữ rồi N3 N2 rồi. Thế tôi nói bạn là nếu như bạn chỉ đạt được trình độ tiếng Nhật N3 thì lương của các bạn nó sẽ chỉ dao động khoảng 20 mang. Đấy, 20 mang nhá. Nhưng nếu như bạn đạt được trình độ tiếng Nhật N2 thì lương của bạn chắc chắn sẽ phải là 23-25 mang. Đấy, được chưa? Bởi vì là khi mà các bạn chuyển visa và các bạn mới đạt được trình độ tiếng Nhật N3, cái này tôi làm đều một cách hướng nhá. Khi mà các bạn mới chuyển có trình độ N3 thì lương của các bạn chỉ được như thế, nhưng sau 6 tháng hoặc 1 năm thì lương của các bạn sẽ được tăng lên khoảng 23-25 mang rồi. Tức là khi đấy thì trình độ tiếng Nhật của bạn tốt rồi thì rõ ràng là bạn sẽ được lương sẽ cao, đúng không? Và có một yếu tố nữa là liên quan đến lương ấy thì nó phụ thuộc vào cái việc bạn lựa chọn vùng làm việc, đúng không? Nếu bạn làm việc ở Tokyo chắc chắn lương sẽ cao, nhưng nếu bạn làm việc ở Fukuoka chẳng hạn, nó chỉ là một cái thành phố nhỏ giống như là thành phố Nam Định chẳng hạn, thì lương của bạn nó sẽ thấp. Thì đó là lương của bạn kỳ vọng của bạn cao thì ở đây là cao ở cái gì? Ví dụ tôi nói ở Tokyo lương cao, nhưng chi phí sinh hoạt cũng cao, đúng không? Nhưng ở Fukuoka lương thấp hơn chút, chi phí sinh hoạt thấp. Đấy, tức là cái khoản mà ở đây là cái khoản mà bạn tính Mỹ thì nó đều giống nhau. Có thể ở Tokyo bạn kiếm 20 mang, trường cũng cả bạn vẫn có thể kiếm 20 mang. Được chưa?
và ở đây thì nó phụ thuộc vào rất nhiều việc mà bạn sẽ thực hiện, nó đến đâu và nó như thế nào thôi, được chưa? Rồi câu hỏi của Hưng, một câu hỏi nữa, còn câu hỏi gì nữa không? Câu hỏi là thời gian tối thiểu của mình làm để học. Thời gian tối thiểu thì do em quyết định. Nghĩa là vấn đề nào? Đúng rồi, bởi vì là khi em chuyển visa thì em có thể làm 1 năm, 3 năm, 5 năm, đúng không? Còn 6 năm đến năm thứ 7 năm, cộng với 1 năm học của em 8 năm rồi. Đã là 8 năm rồi thì em đã có thẻ xanh. Và đến lúc thẻ xanh rồi thì em đi về Việt Nam, nước Nhật thì em không cần phải xin visa. Em cứ trình hộ chiếu cộng với thẻ xanh của em là em có thể nhập cảnh Việt Nam và em có thể nhập cảnh Việt Nam. Chưa? Đấy. Còn ví dụ như em bảo không, em làm 3 năm rồi em về cũng được. Nhưng trước khi về thì báo công ty đấy này, tôi cho tôi đi Việt Nam. Đấy, đang người ta sẽ kết thúc hợp đồng mà người ta đồng ý thì người ta sẽ kết thúc đưa được bạn và đưa bạn về. Và nếu không thì tôi sẽ ngồi nói chuyện bạn và bạn với cả người này, tôi đang nhiều việc, bạn giúp tôi thêm 1 năm nữa, bạn giúp tôi thêm 6 tháng nữa, đúng không ạ? Thì bạn làm cho tôi đi, sau đó về bạn hãy về. Đợt tới tôi mở công ty ở Việt Nam thành hạn, bạn về bạn quản lý luôn cho tôi. Thế mà bạn cảm thấy nghe tôi nói như thế nó đúng thì bạn ở lại bạn làm cho tôi, sau đó bạn về, đúng không? Đấy, tức là thời gian bạn đi chương trình này thì do bạn là mình quyết định chứ không phải do tôi mình quyết định. Yeah. Đấy, còn tối thiểu thì tôi nói bạn là 5 năm. Đấy, được chưa? Đấy. Vâng, là cái lúc mình học tiếng là mình có đợt quá được không? Cái thời gian nào, thời gian mình phải đào tạo những cái văn hóa mình như là mình ở bên khu B, những cái bạn hay mình nhận lại hay như là gì ở khu B, khu ra ngoài. Rồi, khi mà bạn học tiếng Nhật ở tại Nhật ấy, thì bạn ở ký túc xá nhà trường? Em đang hỏi là ở Việt Nam. À, ở Việt Nam thì ở Việt Nam ở đây tôi nói bạn này, chương trình này thì nó thoải mái hơn so với ở khu B, đúng nhỉ? Khu B là đào tạo tập trung và giống như bộ đội. Đấy. Còn chương trình này thì bạn sáng ra 8 giờ bạn đi 7 giờ bạn đi học, chiều đến 4 giờ bạn kết thúc, đúng như vậy. Trong thời gian học đấy thì các thầy cũng giới thiệu cho bạn về văn hóa của Nhật, về cách thức tiếp cận Nhật, được chưa? Đấy là mình học nha, chỉ được nha. Bên cạnh đấy mình mà dành thời gian quyết tâm rồi ấy, thì mình cũng tranh thủ về. Mình định hướng cho cái việc học của mình. Ví dụ như mình cần tìm hiểu văn hóa của người Nhật, mình cần phải tìm hiểu những cái món ăn của người Nhật, mình cần phải tìm hiểu phong tục của người Nhật chẳng hạn, thì mình cũng nên mang, mình đọc, hoặc là mình có thể kết nối vào những cái nhóm mà các anh chị đã đi rồi ấy, thì mình xem các bài viết ở trên đấy, thì rõ ràng mình sẽ cũng có kinh nghiệm, đúng không ạ? Và mình thành có người có kinh nghiệm rồi thì mình sang bên đấy mình sẽ không vất vả, mình có thể phát sinh xảy ra nữa. Đấy, được chưa? Đấy thì học ở đây tôi nói bạn thật có nhiều chỗ học, có nhiều cách học. Đấy, được chưa nhỉ? Vấn đề ở đây là bạn được người nào định hướng bạn học, nó cái này là khó. Chứ còn tôi nói bạn rồi, có tôi nói rất nhiều sinh viên rồi, bây giờ 4.0 rồi thì không phải dùng Facebook, không phải dùng vào để đăng cái cảm nghĩ của mình, đúng không? Hay là chia sẻ những cái gì đó, đúng không? Mà hãy xem là xã hội ngày này trên Facebook nó đang nói về vấn đề gì, đúng không ạ? Nhật Bản hôm nay nó đang có lễ hội gì, nó tổ chức ở đâu, đúng không ạ? Tôi không đi xem được thì xem qua ảnh của nó, xem nó bắn pháo hoa như thế nào, đúng không? Đấy là một cách mà mình cần học, được chưa? Còn tôi mới nói bạn rồi, về cứng thì các thầy đào tạo từ 7 rưỡi đến 4 rưỡi, và về mềm thì mình phải tranh thủ thời gian để xem. Đấy. Như là mình hoàn toàn ở bên ngoài học đầy điểm nhìn thêm môn học mới. Đúng rồi, đúng rồi. Mình ở ký túc xá bên ngoài. Mình nghe mình ở bên ngoài học đây bây giờ mình học một chương trình ở trường. Đúng rồi, cũng như một chương trình ở trường. Được chưa? Thì nó sẽ thoải mái hơn về vấn đề giờ giấc, cũng như là rèn cho các em về cái ý thức tự lập sẽ cao hơn. Còn ở trong kia thì các em sẽ có theo đúng tiêu chuẩn của em. Thì mình cũng phải xác định các mục tiêu mình đó là để mình định hướng cho cái con đường mình đi. Được chưa? Nếu em đăng ký khoảng bây giờ thì thời gian em bắt đầu học dự kiến ngày 15 tháng 11 sẽ khai giảng một lớp. Đúng rồi. Thì sẽ khai giảng một lớp. Đúng rồi. Thì em về trao đổi với gia đình, sau đó thì có gì thì sẽ liên lạc với cô Hằng. Hoặc cái tí nữa tôi sẽ đưa cho em đi cái cam kết của tôi, sau đó liên hệ với tôi, cũng như là bố mẹ có vấn đề thắc mắc gọi cho tôi. Sau đó thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn, như cho bố mẹ bạn, để làm sao mà bạn có thể đưa ra quyết định chính xác cho mình. Hưng còn câu hỏi gì không? Có hết rồi chưa? Rồi. Còn chương trình thì nắm chắc rồi nhá. Bởi vì là tôi nói bạn thế này, chương trình tôi tư vấn rất rõ ràng rành mạch rồi, để làm sao mà các bạn cùng với tôi sẽ là người đồng hành cho đến khi nào bạn kết thúc chuyển visa rồi mình kết thúc trách nhiệm với các bạn. Đấy. Còn chưa chuyển được visa thì trách nhiệm của chúng tôi vẫn còn. Được
chưa? Đấy, thế nên mình cần phải cố gắng. Còn tất nhiên là ở đây tôi nói các bạn nữa, mình cũng nên chủ động để làm sao mà mình phải chủ động và mình phải phát vóc một tí thì mình cũng thành cái bài học mình hiểu. Chứ còn tự dưng mà nhìn nói như các bạn đang học là học quen ấy thì mình chảy hết thì gặp xong là xong, đúng không? Mà cuộc sống thì nó không thành như thế đâu. Đấy, chưa? Rồi, nhưng còn vấn đề cần hỏi đó. Thế thì chắc là như thế thì em tôi gửi cho em cái cát được không? Cái gì nhỉ? Và tôi sẽ nói với Hằng, chị Nguyên đi, em sẽ bật cho bạn cái kênh YouTube của tôi. Kết vào đấy để xem cái chia sẻ của anh Khương nhé. Cũng là một người học qua ô tô giống bạn và đã chuyển đổi ra về gặp tôi cách đây hơn một tháng rồi, chia sẻ về cái việc mà bạn học đi đúng ở khu cả luôn, được chưa? Và anh ấy đã chuyển đổi ra làm ở 44 là Odata Odata và làm cho công ty của Toyota, được chưa? Đây là các bạn công nhận, được chưa? Và ở vùng này thì là vùng giống ở miền Nam nhất, ở miền Nam thì thời tiết và các thứ nó giống ở miền Nam nhất, và như thế thì cái việc mà nó thích nghi ít động đất, đúng không nhỉ? Vùng này đến vùng này thì có giao thoa và nó cũng động đất hơn vì vùng này nặng và động đất, chưa? Cho nên là ở đây lựa chọn cho các bạn cái vùng nào phù hợp với các bạn nhất, được chưa nhỉ? Và phu cả và chúng ta cũng xin là các bạn đi bên đấy rất lâu, đến từ năm 2007 này có ở bên đấy là có khoảng hơn 200 bạn. Đến thứ sáu này tôi tiếp chị Mai, chị cũng là người đi về, người Hải Dương đi về và lên đây để thanh lý lấy lại hợp đồng, lấy lại bằng cấp gốc, đúng nhỉ? Và cũng sẽ có một chia sẻ của chị Mai về chị này. Thì không có vấn đề cần hỏi không? Thế thì em về em đứng suy nghĩ thật kỹ nhé.